Dù lịch đã được ấn định từ nhiều ngày trước khi diễn ra đám cưới ngày hôm nay, thế nhưng Trấn Thành vẫn hồi hộp và đến nhà hàng từ rất sớm. Anh mời khoảng 300 khách mời tới dự tiệc thân mật, đồng thời đám cưới hot nhất cuối năm này còn ghi chú hàng chữ xin quý khách vui lòng không đưa người thân theo cùng. Nhiều người cho rằng đám cưới Trấn Thành đi ngược lại với cách ứng xử thường thấy. Nếu đám cưới là một mỹ tục, là một sự kiện vui, cần được chia sẻ nồng nhiệt từ gia đình, bằng hữu thì quy định này khá bất thường. Nó đi ngược lại với cách ứng xử thường thấy của đa phần đám cưới tại Việt Nam. Tuy nhiên, xét về góc độ đám cưới của một người nổi tiếng, và mong muốn có một đám cưới thân mật, ý nghĩa với những người thân thì những bình phẩm trên đối với cặp đôi này chắc chắn sẽ không có trọng lượng. Và khoảng 300 triệu của nam danh hài chi cho ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình sẽ được diễn ra vào tối nay lúc 18 giờ vào ngày 25 tháng 12 ở Gem Center, quận 1.